Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho bản tin thời sự buổi chiều trên kênh L34. Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 26 tháng 11 năm 2016 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Giữa thành phố Tân An, một quầy bán quần áo từ thiện lặng lẽ hình thành, sưởi ấm những mảnh đời cơ nhỡ, nơi gặp nhau của những tấm lòng thiện nguyện để thắp lên ngọn lửa tình người. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu không để hành khách chậm về quê đón Tết Nguyên đán 2017. Phần tin quốc tế, Mỹ trước sức ép phải đóng vai trò quan trọng trong toàn cầu hóa. Và bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin chiều nay, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, những năm gần đây, nông dân huyện Bến Lức điêu đứng vì giá mía không cải thiện. Trước thực tế đó, nhiều nông hộ đã phải xoay sở tìm sinh kế bằng những cây trồng vật nuôi khác. Tại xã Tân Bửu, hiện nay thì nhiều hộ đã trồng thử cây nghệ vàng với hy vọng có được lợi nhuận cao. Bước vào vụ sản xuất năm 2016, ông Nguyễn Phi Hùng ở ấp 6 xã Tân Bửu đã chuyển 4 công đất trồng sả sang trồng nghệ vàng. Theo ông Hùng thì nghệ vàng dễ trồng, dễ chăm sóc và có lợi nhuận nhiều hơn cây mía và sả. Thậm chí ông còn dự định sẽ mở rộng diện tích trong những năm tiếp theo. Chuyển đổi qua cây trồng, trồng nghệ nhưng mà không biết là cái giá cả nó có thương lái nó mua hay không nữa. Như trồng lần này là lần đầu tiên cũng không biết được. Này cái cũng trồng nhưng mà mình trồng cây gì mình phải bám cây đó cho nó theo tới cùng, chừng nào hả nó tới đâu rồi tới đó. Năm nay cũng mới trồng nhưng mà nhiều lúc thương lái cũng chưa có mua, ai mua mình cũng giá cả cũng bấp bênh quá, mình không biết làm sao nữa, chừng nào thu hoạch được mới biết được. Mới trồng chưa được năm mà cũng kiến nghị đến nhà nước có hỗ trợ về nguồn gia thu nhập thì đó đặng biết mình cải chuyển đổi cây trồng nhiều hơn nữa. Chứ này mới trồng thử thôi. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Tân Bửu chưa thể thống kê có bao nhiêu diện tích trồng nghệ vàng, bởi có hộ trồng tập trung lên đến gần 1 hecta hoặc là chỉ trồng xen kẽ với các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, điều mà chính quyền địa phương lo lắng nhất là đầu ra cho củ nghệ vàng, vì hiện tại trên địa bàn xã chưa có điểm thu mua, mà chủ yếu là phụ thuộc vào các thương lái từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các vùng lân cận. Do đó, nếu đến vụ thu hoạch mà các thương lái không mua hay là ép giá, thì nông dân sẽ là người chịu thiệt thòi nhất. Cái năm mấy năm về trước, mía coi như là nó có rất bấp bênh cái giá, coi như nó không có ổn định được. Thì người dân mình cũng là thay đổi cây trồng, coi như trong đó là rất nhiều cây, trong đó là ớt có, này chanh có, là chủ yếu năm nay coi như là ở bà con ấp bãi coi như là chuyển qua cây nghệ cũng là tương đối khá. Nghệ này năm nay coi như là cũng thấy bà con ở trên Đức Hòa, Đức Huệ người ta trồng nhiều thì bà con mình coi như là cũng có đi lên trển tham quan trển đó, thấy ở trên kia về đây coi như mình cũng áp dụng đây là trồng thử, tôi cũng chưa biết cái giá cả cũng chưa biết là làm sao. Có thể nói, việc đi tìm một mô hình, một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế gia đình là điều đáng được khích lệ. Nhưng nếu trồng tự phát thì nông dân khó tránh khỏi cảnh thừa hàng dội chợ. Theo Phòng Y tế huyện Cần Giuộc thì từ đầu năm 2016 cho đến nay, ngành y tế huyện đã ghi nhận mới 19 trường hợp nhiễm HIVS, giảm 7 ca so với cùng kỳ. Ngành y tế huyện này cũng đã tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho hơn 400 đối tượng, trong đó phát hiện 11 ca dương tính. Nhằm hạn chế tốc độ lây nhiễm HIVS trong cộng đồng dân cư, các ngành các cấp từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Cần Giuộc đã tăng cường công tác tuyên truyền cách phòng tránh HIVS an toàn hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành y tế đã tập trung thực hiện các hoạt động chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, đặc biệt việc triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone đã mang lại hiệu quả tích cực cho công tác phòng chống HIVS trên địa bàn. Hiện tại, huyện Cần Giuộc có 205 bệnh nhân điều trị methadone. Đây là một chương trình điều trị dự phòng và chăm sóc toàn diện mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị xã hội trên địa bàn. Kính thưa quý vị, mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động từ trung tuần tháng 11 năm 2016, nhưng mô hình quầy quần áo từ thiện tại số 52 đường Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An của các bạn trẻ thuộc nhóm thiện nguyện thành phố Tân An đã giúp đỡ cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình được ví như ngọn lửa tình người ấm áp được thắp lên giữa bộn bề tất bật của cuộc sống.
ai thừa đến cho, ai cần đến nhận là dòng chữ được trao trước quầy quần áo từ thiện đầy chân tình. Tuy chỉ hoạt động vào hai ngày cuối tuần, nhưng nơi đây đã trở thành địa chỉ tìm đến của nhiều người với những hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Có thể những bộ quần áo này tuy cũ đối với người cho, nhưng nó lại rất cần thiết và trở nên có giá trị với người khác. Nói chung thì nó cũng giúp cho người dân mình cũng có thêm một cái tiết kiệm, mà không có tiền thì người ta nghèo khổ, bây giờ người ta cũng tận dụng được, có người người ta cũng có tiền mua được một cái áo nữa. Nhưng mình có từ thiện như thế vậy là cũng là một tấm lòng vàng. Nhiều người thấy lựa hàng mà thấy cho hộ nghèo á, mình hơi mừng, mình qua mình lấy mình mặc. Cái này về mình xài lại chứ mình không có cho, tại vì người ta cho mình phải lựa mình mặc chứ. Nguồn quần áo đã qua sử dụng được các thành viên trong nhóm vận động quyên góp chủ yếu từ người thân, bạn bè hay qua mạng xã hội. Sau đó sẽ được giặt ủi sạch sẽ, phân loại và sắp xếp cho người có nhu cầu dễ dàng lựa chọn. Không mua, không bán, việc trao và nhận cứ đều đặn diễn ra tại quầy quần áo này. Cảm nhận việc làm tử tế của nhóm thiện nguyện thành phố Tân An, nên nhiều tấm lòng hảo tâm cũng đã cùng chung tay góp sức xây dựng nhịp cầu nối yêu thương. Thì ở đây là cửa hàng tôi kinh doanh, thì tôi thấy cũng tiện lợi cho các bạn, thì nên là tôi cũng đồng ý và khuyến khích tính là để cái tủ quần áo ở đây, tại vì khu vực này là bán vé số, công nhân người ta đi lại cũng nhiều, rồi xe ôm, nói chung là những người mà người ta cần thì tập trung ở khu vực này nhiều hơn. Cũng là một chủ nhiệm câu lạc bộ từ thiện nên là tôi cũng rất hoan nghênh cái tinh thần này của các bạn, và tôi luôn đồng hành và sẵn sàng luôn đồng hành cùng với các bạn với cái tủ quần áo từ thiện này. Chỉ việc làm ý nghĩa mang đậm chất nhân văn, nhóm thiện nguyện thành phố Tân An đã dệt lên những nghĩa cử cao đẹp, khiến cho cuộc sống thêm giàu nghĩa tình. Tấm áo ấm tình cộng đồng đã phần nào chia sẻ và làm vơi đi gánh nặng cuộc sống cho những người lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Bản tin thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những thông tin trong nước đáng quan tâm. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, năm 2016, xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga có dấu hiệu phục hồi. 10 tháng đã tăng 11,3%, cao hơn gấp rưỡi tốc độ tăng chung. Triển vọng cả năm 2016 sẽ vượt qua mốc là 1,6 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, theo Hiệp định Thương mại Tự do Á-Âu, 2/3 dòng thuế hàng hóa xuất nhập khẩu của hai bên trở về 0%. Trong vòng 5 đến 10 năm tiếp theo, những dòng thuế hàng hóa còn lại sẽ tiếp tục về 0%. Những dòng thuế hàng hóa đưa về 0% hiện chiếm 90% loại sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu của các bên. Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang Nga trong thời gian tới. Các mặt hàng có thế mạnh của Nga là thịt, sữa, bột mì, phân bón, dầu khí và những sản phẩm từ dầu, ô tô, các loại, thép, thiết bị máy móc. Các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh là nông sản, thực phẩm, thủy sản, công nghiệp nhẹ như dệt may, da giày. Kỳ vọng thương mại hai chiều Việt Nga sẽ tăng lên 8 đến 9 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 đến 7 năm tới. Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam hiện đang gặp phải nhiều khó khăn và phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, giá trị gia tăng chưa cao, chưa có nhiều thương hiệu nổi tiếng. Thông qua triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp dệt may diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 tháng 11 đã mở ra nhiều cơ hội cho ngành dệt may trong nước nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập và phát triển. Triển lãm được chia làm 7 lĩnh vực với gần 550 gian hàng, trưng bày máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp dệt may của hơn 400 đơn vị doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm cũng có sự tham gia của nhiều nhà cung cấp nước ngoài sẵn sàng cung ứng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này cho đối tác Việt Nam, qua đó giúp cho các sản phẩm dệt may Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Với những công nghệ hiện đại của Nhật Bản mang sang đây và tiếp tục những công nghệ tiếp theo sẽ làm cho sức cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam rất tốt trong tương lai. Bên cạnh đó, cũng làm cho các công ty dệt may của Việt Nam tăng được nhiều lợi nhuận. Với sự hỗ trợ của chúng tôi, thì ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam ngày càng có sự cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. Những năm qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, đóng góp không nhỏ cho tăng trưởng chung GDP của cả nước.
Trong 10 tháng đầu năm 2016, kim ngạch của ngành này ước đạt 23,304 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,8% so với năm 2015. Tuy nhiên, kết quả đó phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, giá trị gia tăng chưa cao và ngành dệt may Việt Nam chưa thực sự có nhiều thương hiệu nổi tiếng. Sự chủ động trong doanh nghiệp Việt Nam có thể đem tới những lợi ích cụ thể như là sẽ giành những đơn hàng, chi phí sẽ giảm tối đa cũng như là tăng cường khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Tại vì Việt Nam mình thì những doanh nghiệp Việt Nam mình thách thức lớn nhất là công nghệ và tiếp cận nguồn nguyên liệu giá rẻ. Khi chúng ta có những việc đấy thì thách thức tại Việt Nam sẽ không còn vấn đề với các doanh nghiệp Việt Nam. Để nâng cao sức cạnh tranh á, thì không còn con đường nào khác là phải đổi mới công nghệ, bắt kịp với lại các cái công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Có như vậy thì mới nâng cao được cái năng suất và giảm được cái giá thành, có đủ sức cạnh tranh. Ngoài giới thiệu thiết bị, máy móc và công nghệ phụ trợ cho ngành dệt may, triển lãm còn là cơ hội để doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ dệt may. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp dệt may Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Đinh Dậu năm 2017. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan thành lập ban chỉ đạo và công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao. Đặc biệt, tại các đầu mối giao thông, bảo đảm giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông. Có kế hoạch kiểm tra các điều kiện an toàn vận tải, đảm bảo cho cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại được thuận tiện, an toàn. Không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức và ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời có biện pháp chống việc đầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng thanh tra chuyên ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra trong dịp Tết.